Rồi, chúng ta nói chuyện. Vì sao vậy? Bạn lại tìm đến NLP? Thật ra thì em tìm tới NLP là do trong cuộc sống của em có rất là nhiều câu hỏi mà em cũng tìm trên mạng, em cũng tìm rất nhiều thông tin, cũng đọc sách, nhưng mà nó không giải đáp được cái thắc mắc trong đầu em. Cho nên em cứ thắc mắc hoài, em muốn có một cái người thầy nào đó để mà có thể giải đáp được câu hỏi của em. Vì vậy mà khi mà em vô tình em coi YouTube thì cái YouTube của thầy Nguyễn Xuân Hương nói về NLP, mà nói về cái con chip của bộ não. Thì em là về ngành điện tử cho nên em hiểu cái chức năng của con chip là gì, và thầy lấy cái ví dụ của con chip đó thì đúng vô cái mà chuyên ngành của em, cho nên em đồng ý em coi luôn. Em search rất là nhiều cái YouTube của thầy để em coi. Và khi em bắt đầu tiếp cận học NLP thì em bắt đầu học từ cái gì? Khi mà em tiếp cận NLP thì ban đầu thì em cứ thấy mấy cái bài của thầy thì em cứ coi thôi, rồi coi rồi em cứ thấy sao càng coi thì thấy càng thấm càng hay, mà mình cái đó là cái mình đang cần, cho nên là em quyết định này là em cần phải mỗi ngày em đều coi. Là bạn đã học NLP online chưa nhỉ? Dạ có, em có học À, NLP online. vậy thì có cái sự khác biệt gì không giữa việc học online và đến lớp học trực tiếp không? Thật ra NLP online em học á thì em học em ngẫm rất là nhiều và tốn rất là nhiều thời gian. Có khi mà cái bài giảng của thầy có 10 phút mà em học tới 2 tiếng đồng hồ luôn, tại vì em vừa học sau đó em ghi lại rồi em ngẫm. Và em đăng ký hồi tháng 2 năm 2022. Mẹ học mãi, học mãi, học mãi tới tháng 6 luôn vẫn chưa xong. Mà trong khi đó cái khóa học có 2 tháng em phải mở rộng tới 2 3 lần luôn mà vẫn chưa xong, cho nên là em thấy lâu quá. Em thấy học online lâu quá. Cho nên em quyết định học trực tiếp. Và đến khóa học trực tiếp rồi thì bạn nhận ra những điều gì từ khóa học NLP này? Dạ. Thì khi tham gia khóa học trực tiếp thì em thấy học trực tiếp nó rất là có rất là nhiều kiến thức. Thậm chí cái buổi đầu tiên thì nó có thể bao quát được tới cả mấy bài trong NLP mà học cả 2 3 tuần luôn. Cho nên là kiến thức rất là nhiều. Thứ nhất là về kiến thức, cái thứ hai nữa rất là hiệu quả, tại vì khi mà học trực tiếp thì cái tiếp thu của mình nó sẽ hiểu nhiều hơn. À, và bạn được trải nghiệm những sức mạnh gì của NLP trong mấy ngày vừa qua? Em trải nghiệm thì có những cái thật ra em là thuộc dạng người logic, thì em cứ khi mà xem xét cái vấn đề gì đó em rất là tò mò nó có đúng hay không, hay là làm như đó thì làm như thế nào, và nếu mà làm như vậy thì phải làm từ đâu tới đâu tới đâu cho toàn bộ câu chuyện thì em mới hiểu được, thì em mới quyết định em làm. Nhưng mà khi mà tham gia khóa học thì những cái đó nó gỡ bỏ, em sẽ suy nghĩ thoải mái hơn, tức là em chỉ áp dụng thôi, chỉ đưa vào áp dụng, đưa vào áp dụng thì hành động như vậy thì mình sẽ xử lý nó sao. À, cái điều lớn nhất, giá trị nhất đối với em khi đến được khóa học này và mới được có 3 ngày thôi là gì? Giá trị lớn nhất em là gì? Cái giá trị lớn nhất của em thì em được được coach cái phần vị trí 3 nhận thức, thì đó là phần giá trị nhất, tại vì em và gia đình mẹ em có mâu thuẫn rất là lâu mà không có giải quyết được, là hai bên không nói chuyện với nhau và mình cứ nghĩ là cuộc sống mình sống rồi cứ im 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 sống, nghĩ là sống chắc cuối đời. Nhưng mà khi mà tới tham gia NLP thì em đặt cái mục tiêu ra là em phải giải quyết được cái mối quan hệ đó, và em muốn cái mối quan hệ đó sẽ được cải thiện, tại vì em thấy là thật ra mẹ em cũng có những cái khuất mắc, có những đau khổ mà không nói được, thì trong bản thân em cũng thấy như vậy, và nó có một cái gì đó nó cứ ngăn cản con người mình mà mình không thể nào mà tiếp cận gần được, không chia sẻ được, mình cứ bị cản cản ở trong lòng mà mình không biết lý giải tại sao. Cái điều như vậy thì nó khiến bạn xảy ra những điều gì trong cuộc sống hàng ngày khi mà cứ bị gặp bạn? Thật ra nó ảnh hưởng rất nhiều mà mình không để ý. Ví dụ như là công việc thì nhiều khi mình rất là nỗ lực, làm việc rất là hăng hái, rất là siêng năng, có kết quả, có năng lực. Nhưng chỉ cần một cái sự kiện gì đó mà nó kích hoạt cái tình trạng tương tự trong quá khứ lên thì mình tự nhiên mình bùng nổ mà mình không biết lý do tại sao. Thì nó cáu giận thì làm ảnh hưởng tới công việc, ảnh hưởng tới mối quan hệ và mọi người không có thích gần gũi mình cũng không muốn chia sẻ với ai. À, ngày hôm nay sau khi được coaching rồi thì
bạn thấy mình có những cái cảm xúc gì hay có những cái thể trạng gì mà khác lạ so với trước đây? Em thấy là tất cả những khúc mắc của em được giải quyết, và em nghĩ là do em không gần gũi với mọi người là do em không cởi mở với mọi người, cho nên là tạo ra cái khoảng cách giữa em với mọi người. Đặc biệt là được coaching hóa giải cái mất kết nối với mẹ, thì bạn nghĩ rằng tới đây cuộc sống của hai mẹ con sẽ thế nào? Em nghĩ là em sẽ về chủ động nói chuyện với mẹ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn. Tại vì hồi đó giờ chắc em cũng vô tâm. Rồi một câu hỏi nữa với bạn thế này, bạn thấy cái kỹ năng kỹ thuật về huấn luyện giảng dạy của thầy Nguyễn Xuân Hương như thế nào? Em thấy là quá tuyệt vời, tại vì nó rất là đơn giản, rất là sâu sắc và rất là dễ hiểu. Đưa ta thẳng vào, giống như đưa một cái chìa khóa để mà mình sử dụng thôi. Yeah, bạn thích cái phong cách giảng dạy đó không? Dạ rất thích. Từ trước nay bạn đã chứng kiến được phong cách giảng dạy nào như vậy chưa? Em thì chưa có tham gia nhiều cái course, chỉ có trong công ty thì có đi học một vài khóa, nhưng mà em thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà sau khi học xong thì cũng bình thường, nhưng mà đối với cái phương pháp này thì em thấy rất là ấn tượng. Bạn có thể giới thiệu là bạn tên là gì, đang làm tại làm việc tại đâu không? Em là Trần Thị Như Thanh, hiện tại em đang làm công ty điện tử JV Việt Nam ở quận 9. Dạ, yeah, ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn.